Trong gia đình, phụ nữ giữ trọng trách vung vén lo toan nhiều phần việc. Vì thế, ai rơi vào tình cảnh khó khăn sẽ cảm thấy bí bách khi Tết đến xuân về. Để không ai không có Tết, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bình Dương đã tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thêm nguồn quỹ chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn có điều kiện đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm, an vui. Khác với những thành phố, thị xã trung tâm có mặt bằng thu nhập cao, huyện Dầu Tiếng là địa phương thuộc vùng xa của tỉnh. Phần lớn các hội viên phụ nữ đều gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nên cuộc sống của nhiều chị rơi vào khó khăn, thiếu thốn. Nhờ thường xuyên gần gũi, bám sát cơ sở, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dầu Tiếng đã nắm rõ, lập danh sách và kịp thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ nghèo ở địa phương trong dịp Tết cổ truyền 2024 này. Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh Bình Dương, thì hỗ trợ cho đối tượng là phụ nữ, người dân tộc, cũng như là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình Xuân Giáp Thìn ấm áp yêu thương năm 2024 vừa diễn ra ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, 150 trường hợp phụ nữ nghèo đã được các cấp hội phụ nữ phối hợp với nhiều đơn vị, tập thể, nhà hảo tâm trao tặng những quà Tết ý nghĩa. Trong đó có 10 phụ nữ đặc biệt khó khăn được trao tặng máy vắt sổ để các chị sinh kế, tạo nguồn thu nhập cho bản thân, gia đình. Các trường hợp khác được nhận nhu yếu phẩm cùng bao lì xì. Riêng 50 phụ nữ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tặng mắt kính và tủ thuốc miễn phí. Thì đây là một cái điều là chúng tôi cũng rất là vinh dự được lần này là cấp trên giúp đỡ và tài trợ cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn nhất đến các quý mạnh thường quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì đã có những cái phần quà thiết thực cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, chị em khó khăn trong địa bàn xã Minh Tân chúng tôi. Thì tôi cũng rất là chân thành cảm ơn, thì là nó mang một cái ý nghĩa nó rất là nhân văn đối với phụ nữ. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các cấp hội phụ nữ ở các huyện, thị, thành phố của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà chúc Tết cho trên 3.000 hội viên phụ nữ nghèo. Bình quân một đợt, mỗi cơ sở hội trao tặng từ 100 đến 150 trường hợp, trị giá mỗi phần quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi huyện hội còn trao tặng từ 2 đến 5 căn nhà mái ấm tình thương cho các trường hợp phụ nữ đặc biệt khó khăn. Riêng tỉnh hội trao 7 căn nhà, với mong muốn các chị có nơi an cư lạc nghiệp, đón Tết an vui. Các cấp hội đã đẩy mạnh cái công tác chăm lo rất là tốt và có nhiều cái hoạt động nó phong phú đa dạng. Thường là kết hợp các cái chuỗi hoạt động để làm một cái phong trào cũng như là cái Tết của các em, của người phụ nữ yếu thế được gọi là sôi nổi hơn, vui tươi hơn, phấn khởi hơn để họ vượt qua những cái khó khăn mà họ luôn lo toan cho bộn bề trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa của các cấp hội, hàng ngàn hội viên, phụ nữ nghèo ở các địa phương đã có một cái Tết an vui.